Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Làm thế nào mà bạn biết bạn đã hết thích một người? Đó là khi bạn nghe được những cái dòng này trong đầu bạn, không có nghĩ đến ai hết. Khi mà nhìn thấy hình ảnh của họ thì tim bạn không có đập rộn ràng nữa, nhìn thêm một xíu cũng làm biến. Là khi bạn không còn tò mò người ấy sống ra sao, có đăng gì trên mạng xã hội không, cho dù có tò mò đi chăng nữa thì bạn cũng làm biến, mò vào trang xã hội của họ xem. Nói đúng ra là không còn cái động lực để vào đó xem nữa. Là khi trải qua một cái sự kiện đặc biệt trong ngày, một sự việc hài hước, cũng không buồn kể cho đối phương nghe nữa. Và là khi xem được một bộ phim ngôn tình, một bộ phim có cái kết buồn, trong lòng bạn cũng không còn nghĩ đến ai nữa. Và các bạn hãy cùng bình luận cho mình biết là bạn dính bao nhiêu trên 5 dấu hiệu kể trên nha. Và nếu mà muốn xem thêm những video tương tự thì chào mừng mọi người đến với kênh của mình, Ký Kỳ Cục. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.